Khóa vô đây rồi bấm tầng mình nha mọi người. Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Có rất là nhiều cô bác mình về tới Việt Nam về sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà cũng chưa phải là điểm đến cuối cùng, còn phải bay chuyến nội địa về một số nơi khác như là về Đà Lạt, Nha Trang hay là về Đà Nẵng, Huế vân vân. Thì có hỏi biết rằng là ở sân bay Tân Sơn Nhất gần sân bay có những khách sạn nào có thể ở được và nó ra sao, nó thuận tiện hay không. Thì hôm nay đây, Nick được ở một khách sạn tại gần sân bay Tân Sơn Nhất. Nick sẽ quay lại chia sẻ những hình ảnh này cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng biết nhé. Đây là khách sạn Ibis Sài Gòn Airport, rất là gần với lại sân bay luôn. Và quá trình là chúng ta được đón từ sân bay về khách sạn như thế nào, thì mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video clip mà Nick review hành trình từ sân bay Tân Sơn Nhất về khách sạn Ibis Sài Gòn Airport này. Wow, đông nghẹt luôn à. Quá trời người đón ngoài sân bay luôn. Khách sạn Ibis sân bay ở ngay góc cột số 8 là bên trái nè mọi người. Đây là lối ra của sân bay nha. Có rất là nhiều bảng đón của các khách sạn. Và tại đây mình có đặt khách sạn nào mình đến chỗ đó, nhân viên sẽ đón mình, có đặt shuttle bus về khách sạn đó, họ sẽ đưa mình về khách sạn thôi. Bây giờ Nick đang ở khách sạn Ibis đây. Ok, cảm ơn em. Rồi, bây giờ Nick sẽ theo nhân viên của khách sạn Ibis ở gần sân bay Tân Sơn Nhất nha, để điều ra sẹo chỗ xe đón đưa mình đi. Ok em, đây là vị trí giữa cột số 7 và số 6 nha. Nhân viên của khách sạn Ibis thường sẽ đưa khách ra tại gần cái cột số 6 ngay cái lên A nè. Là và mình sẽ chờ xe ở đây. Đây Nick thấy là có một khách Tây cũng đặt khách sạn Ibis nè. Nhân viên đưa ra đây cũng đứng cùng chờ để về nhận phòng khách sạn thôi. Rồi bây giờ Nick thấy là xe để chữ Ibis nè đã tới rồi đây. Sân bay buổi chiều nay quá đông, xe cộ tấp nập luôn. Đây Ibis nè, Ibis Sài Gòn Airport nha, xe 16 chỗ này. Hôm nay nhiều khách ở khách sạn Ibis quá cho nên là cái chỗ hành lý phía sau đầy luôn mọi người. Nick thấy là có khách Thái cũng ở khách sạn này nè. À, cho nên là đi cùng một lúc hơi bị đông quá. Vừa ra khỏi sân bay thôi thì Nick đã thấy là khách sạn Ibis bên kia đường rồi. Nếu mà đi từ hướng đó vào sân bay Tân Sơn Nhất thì rất là gần, chỉ khoảng trong vòng 3 phút thôi. Tuy nhiên là đi cái hướng bên đường Trường Sơn này là chúng ta phải vòng một tí, mất cũng khoảng 5-7 phút nha mọi người. Chuyển vào khung giờ này đây. Dạ. Mình còn có những vấn đề nào khác nữa không anh Xuân Bình ha? Hiện tại thì lực lượng chức năng cũng đã có sự hướng dẫn, thì nói chung là nó cũng chạy được, nhưng mà rất chậm.
Ủa anh em thấy cái chỗ đó bây giờ giờ cao điểm là nó khóa đường rồi mình không nó qua được. Nó khóa, nó cấm rồi, nó vẫn ở quốc nội thì vẫn cho ra được. À. Bên quốc nội mình đâm thẳng qua được nha. À. Còn quốc tế ra là buộc là phải đi xuống đây quẹo lại. À. 10 giờ đêm thì là ông đầu trong quốc tế ra đó rồi mình quẹo luôn. Dạ. Yeah. Vậy là sau 10 giờ đêm là mình đi về khách sạn biết là nhanh lắm không? Đã đặt kia em thấy có chỗ quẹo à. 3 phút là sẽ tới thôi. Ồ. Oh. Bây giờ còn... buộc đi đây nhưng mà đường nó hơi đông. Dạ. Yeah. Mà bây giờ cũng giờ cao điểm nữa cho nên cũng chậm lại phải không? Mới tới. Ờ. Đỡ thường thường là thứ hai thứ ba đến thứ năm á là nhích nhích không khoảng đi khoảng 10 phút á. Ồ vậy hả? À. Trong những không ngày chạy gì được đâu, nó nhích nhích vậy thôi chứ nãy giờ mình chưa thấy đâu. Dạ. Yeah. Ờ em thấy vậy cũng đông lắm rồi mà anh nói có những nó là đỡ thứ cuối thứ sáu nó cũng đã giảm. À. Còn thứ hai đến thứ năm là nhích 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 không. Nghẹt luôn, giờ cao điểm là nghẹt luôn, nghẹt là nhích luôn. Là nó kẹt lúc ở dưới cái đầu lăn da cả với là nó kẹt cứng luôn. Ồ ok. Xung đột như bởi vì nó không đâu cho quẹo quẹo chỗ đó là nó bị xung đột. Vậy là mình sẽ xuống cái chỗ đây, trước này đó phải không? Nghe mấy lá cờ đó mình sẽ quẹo đầu lại. Dạ. Đó, nhìn coi nó lúc kẹt lúc ở dưới cái đầu lăn da cả. Bắt đầu giờ cao điểm dưới kia kẹt rồi. Đường đông quá trời, lối vào sân bay cũng đông nghẹt nè, lối nè. Bây giờ mình vòng trở lại nè, mình vòng lại nè. Thưa quý vị, tiếp tục. Bây giờ nó mất cái thời gian như vậy đó chứ. Dạ. Chứ nó sát bên sân bay. Chỉ sát bên là chỉ 3 phút thôi. Dạ. Nhưng các phương tiện là ổn định cả bốn hướng nha. Đây là thông tin từ anh Minh Tuấn. Anh Hoàng Thanh thông tin là mất tài khoản. Trước mặt là cầu Dược để vào sân bay Tân Sơn Nhất nè. Còn ở đây là lên Vinh Hồng của cầu Dược bây giờ kẹt cứng do cái đèn xanh đèn đỏ phía trước với cái lối vào của sân bay nữa. Khách sạn thì ngay phía trước thôi, bên tay phải rồi mọi người. Ở khu vực này thì chúng ta sẽ kết nối ngay với chị Thu Thương à. Alo. Rất là khá đau và có những lúc là ù ớ nhẹ giữa châu lò. Tới khách sạn rồi, nhìn lên thấy chữ Ibis đây rồi. Ngay khách sạn có cà phê Starbucks luôn. Sàn cũng đẹp lắm mọi người. Khu vực lễ tân là bên đây. Nếu mà mình có hành lý nặng đó thì có nhân viên khách sạn nè ra tận ngoài xe để hỗ trợ hành lý và kéo vào bên trong sảnh cho mình luôn. Đây như vị khách này là có hành lý hơi nặng nè, nhân viên hỗ trợ đưa vào bên trong. Và nếu cần thiết thì họ đưa lên tới tận phòng luôn mọi người. Bây giờ nhận phòng xong rồi, Nick sẽ đi lên phòng thôi. Để coi trên phòng như thế nào, quay lại chia sẻ những hình ảnh ở phòng ở đây cho cô bác anh chị mình cùng biết luôn nha. Ở đây thì Nick thấy là có tới 4 thang máy, bên trái là 2 thang nè. Bên phải thì cũng 2 thang luôn. Mình ấn chìa khóa vô đây rồi mình bấm tầng mình thôi mọi người. Bây giờ Nick đã lên tới tầng 5 rồi, phòng của Nick là 513. Ở đây, dãy phòng để 502 đến 514 thì đi tìm bên hướng này. Ở đây Nick thấy là cái dãy hành lang của khách sạn rất là sáng, sạch, đẹp luôn nè. Ở dưới là lót thảm, đi rất là êm chân. Trong nhìn cái hành lang này cũng thấy là khá mới nha mọi người. Đây phòng 513 đến đây rồi. Gõ cửa đây. Lần thứ 2. Lần thứ 3. Rồi, đi vào thôi.
thêm điện vô. Wow, sáng lên rồi. Đây một cái giường lớn, gà trắng mút luôn, rất là đẹp. Giường này chắc 1m6 hay 1m8 thì dành cho hai người. Ở trên giường thì có để thông tin của khách sạn nè, rồi catalog gì đây, à, những dịch vụ của khách sạn thôi mọi người. Rồi đầu giường ở bên này thì có công tắc bật tắt đèn nè, rồi ở đây thì có đèn đèn đọc sách nè. Đó. Còn phía dưới là chỗ ổ cắm USB. À, bên kia đầu giường ấy cũng thấy là ổ cắm điện bình thường nè, công tắc đèn phía trước rồi đèn đọc sách luôn. Rồi ngay giữa phòng đối diện với cái giường là một cái tivi lớn, xung quanh là cái kệ trang trí màu đỏ, gam màu đỏ và cái gam gỗ màu vàng, nhìn phối hợp cũng khá là bắt mắt, cũng thấy đẹp nha. Và có một cái gương, một cái tấm kính lớn nè, đó, tạo cảm giác là phòng nó rộng hơn. Phòng này là non smoking nè, có để cái bảng luôn. Rồi ở chỗ này nếu thấy có cái kệ, à, trên đây có cái safety box là mọi người khá là quan tâm nha. Mình có thể xách cái mật mã để mình để đồ, ví dụ giấy tờ, tiền bạc nha. Rồi cái ống đun nước rất là tiện lợi, tách để pha trà cà phê. Rồi hai chai nước này chắc là miễn phí rồi. Ở phía dưới là khăn giấy nè, rồi cái túi để đựng đồ dơ giặt đồ và cái bảng giá phía dưới rồi mọi người. Rồi kế bên là một cái tủ thì nếu thấy là có hai đôi dép đi trong phòng nè. Ồ, đây là cái chỗ để máng đồ, một cái tủ nhỏ nhỏ thôi cũng ok nha. Thật ra thì ở một đêm ngắn ngủi mọi người cũng không cần lấy quá nhiều đồ để máng lên phải không ạ, tủ này cũng được rồi. Dưới đây là cái tủ mini bar, mình có nước gì mình để vào trong tủ lạnh này được. Ở đây có dịch vụ là gọi thức ăn, nếu thấy là 24 giờ là food delivery, có phở gà 120.000, phở bò 150.000, cơm chiên 150.000, spaghetti 170.000. Rồi nhiều món khác nữa, chả giò tôm nhà làm, cánh gà chiên nước mắm, chó thịt bằm, gỏi xoài tôm, salad Caesar, khoai tây chiên, bánh mì xá xíu là 95.000 nè, burger bò 190.000. Ơi nhưng mà khi nào kẹt lắm giữa khuya đó, không muốn đi ra ngoài mới gọi đồ ăn họ chuyển lên thôi. Chứ còn mà có thời gian rồi ra ăn trước này, rất là nhiều chỗ quán ăn luôn mọi người. Đây có một cái salon nhỏ nhỏ, cái điện thoại để trên đó luôn, trên tường cũng có nhiều ổ cắm điện luôn. Đây trang trí theo kiểu phong cách Ibis nè. Rồi ở đây thì có màn cửa sổ, nó sẽ kéo cái màn ra để nhìn ra cái hướng nào đây. Đây là khu vực nhìn qua dân cư thôi. Ở ngoài kia là khách sạn Doha. Khách sạn Doha này Nick đã có từng review rồi, nằm gần khách sạn Ibis luôn. Phía dưới là cái hẻm để vào khách sạn Doha mọi người. Ngoài đó là có bún đậu mắm tôm cũng rất là ok nè, đường Hồng Hà. Khách sạn Doha này thì rẻ hơn khách sạn Ibis rồi. Rồi để coi cái phòng vệ sinh như thế nào, Nick sẽ vào phòng vệ sinh quay luôn cho cô bác chị mình xem nha. Phía trước phòng vệ sinh ngay chỗ này có cái cục điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh đây, có thể bật tắt rồi tự điều chỉnh nhiệt độ theo ý của mình. Nick chỉnh xuống 21 tí nữa cho nó xuống. Rồi bên trong là nhà vệ sinh, ở đây là bồn rửa mặt nè. Nick thấy là có bằng chải đánh răng, kem đánh răng bên trong đây, lược chải đầu, rồi tăm bông với tay hai cái ly, rồi cái kính rất là lớn, anh nhìn thấy nước ở trong nè. Rồi cái này là sữa rửa mặt và tay, một cái máy sấy tóc kế bên thuận tiện cho mình luôn. Rồi cái bồn cầu nè, bồn cầu thì có cái vòi xịt nước đó,
Rồi giấy kế bên luôn. Nick rất là thích sử dụng cái bồn xịt nước đó, rửa thì nó sạch rất là ok đó. Còn ở đây cái khăn này chắc là để dặm chân sau khi tắm nè. Bên trong là bồn tắm thì Nick thấy là có cái vòi tắm đứng đây. Đây cái vòi tắm đứng nè, dầu gội sữa tắm dùng chung ở bên trong nè. Một cái khoảng nho nhỏ cũng gọn thôi mọi người. Thiết kế của khách sạn Ibis thì nếu mà ai đã từng ở khách sạn Ibis rồi, dù cấp độ 3 sao hay 4 sao thì diện tích cũng là khá nhỏ. Nhưng mà nó rất là gọn nha, Nick thấy là ok. Phòng thì Nick thấy như vậy là cũng khá ổn nha mọi người, sạch đẹp nha. Tuy nhiên có một cái điểm hơi yếu đó là gì? Cái diện tích phòng không quá lớn, nếu mà cô chú chị và các bạn mà có hành lý nhiều quá thì hơi chật nha. Nhưng mà nếu nghĩ không sao, nếu mà mình có những cái thùng đồ để mình chuyển mình bài tiếp của ngày hôm sau thì không cần bê lên phòng đâu, không cần xách lên đây làm gì cho cực phải không ạ? Gửi ở dưới Lệ Tân, ở đó có chỗ gửi cho mình để hôm sau mình xuống rồi mình lấy mình đi luôn, khỏi xách lên phòng nha. Chỉ cần mang cái hành lý nào có quần áo cần sử dụng và đem lên đây thì cái phòng này là ok rồi. Và ngoài ra khách sạn có thêm những cái dịch vụ gì, ví dụ là hồ bơi hay là phòng gym gì đó, để Nick đi tìm hiểu xung quanh quay luôn chia sẻ cho quý cô bác anh chị mình xem nha. À, bây giờ chúng ta đi tìm hiểu bên ngoài các dịch vụ khác. Ở đây là tầng T, tầng top á mọi người, tầng trên cùng của khách sạn Ibis nè. Lên trên đây thì Nick thấy là có một cái quán hiệu quán bar hay sao đó cũng khá là đẹp nè, có nhiều tranh ảnh trang trí ở trên đây nhìn rất là châu Âu luôn. Bạc thịt thai. Ở đây có mấy cái gói nè, 350 cộng, rồi 250 barbecue selection 150 cộng, gồm thịt nè, một cái hải sản, một rau salad, từ 6:30 đến 10 giờ sáng. Oh, every Friday thôi, 6 thôi. Oh, đây là cái bóng bar ngoài trời rất là đẹp, rất là lý tưởng luôn. Oh, cái hồ bơi. Bên kia là Airport Plaza. Wow, quá đẹp luôn nè. Ở đây có mấy cây sứ ra bồng rất là nhiều luôn, có mùi thơm đó. Rồi cái hồ bơi này đã luôn mọi người. Bên kia là sân bay rồi. À, bên kia là ga đến ga đi nè. Tầng trên là tầng 2 đó, là tầng ga đi. Giờ lên đó là tiễn nè, phần phía dưới đất đó là ga đến rồi. Rồi đài không lưu của sân bay. Đứng từ đây có thể nhìn thấy máy bay đáp lên xuống luôn. Đây là nhìn lại phía xa nè, Nick thấy máy bay đang xuống nữa kìa. Thấy ánh đèn của máy bay rồi. Wow, cái chỗ này rất là lý tưởng nha. Nếu mà có thời gian enjoy nó thì rất là tuyệt vời nè. Ở đây có mấy cái ghế để người ta bơi, có thể nằm nghỉ à, thư giãn ở ngoài này. Còn hướng này là hướng bên trong của khách sạn đây, chắc là hướng phía sau rồi. Phía tầng dưới nữa thấy có một cái vườn. Kế bên là cái khu tòa nhà khác rồi. Ở trên cái quán bar ngoài trời này thì Nick thấy có cái khu barbecue nè.
Hôm nay là thứ sáu, chắc là có chương trình. Hồi nãy Nick thấy là phía ngoài để cái bảng giá 350.000 cộng, chắc là ăn buffet món nướng buổi tối đây. Đây có cái lò than nướng hồng lên rồi, chuẩn bị lát nướng, chắc là nghe mùi thấy thèm luôn. Để coi bên đây có đồ ăn gì đây. Wow, có gà nè, xúc xích nè, thịt xiên nè, rồi sườn heo nè, rồi mực nè, rồi con chim chép hải sản, rồi bò nè, eo nè, rồi không biết là chắc cá quấn đây nè, quấn với bạc và tôm, rồi rau củ quả nướng. Wow, rồi có một số đồ ăn sẵn chính cho mình luôn nè, mì xào, chắc là mì xào hải sản, rồi cơm chiên hải sản luôn. Trời ơi, đi nghe cái mùi này là thấy đói bụng rồi mọi người ơi. Gỏi cuốn nè. Rồi này chắc là gỏi xoài. Salad. Các loại nước sốt. Rồi trái cây. Wow, hấp dẫn quá luôn. Ở bên trong thì có một cái bàn bi lắc kìa mọi người. Cái này hồi nhỏ Nick có chơi nè, để Nick vào bên trong coi nó như thế nào nha. Hay hồi nhỏ cũng chơi mà chơi gió ẹt, chơi thua không. Ở đây có một cái góc quầy bà khác nữa nè. Ở đây là góc bếp chuyển đồ ăn ra. Rồi cái salon này ngồi nghỉ cũng thoải mái luôn. Cái cảnh buổi tối và đêm nhìn thành phố rất là đẹp nè. Rồi tiếp vào đây coi có cái gì nữa. À, phòng gym ở đây mọi người. Wow, cũng nhiều máy lắm nè. Máy chạy bộ, máy đạp xe. Rồi những dụng cụ khác để tập. Cũng khá là đầy đủ luôn. Ở khu vực Lễ Tân này thì Nick thấy là có cái cà phê Starbucks là rất thuận tiện luôn nha. Ai mà tín đồ của cà phê Starbucks thì quá tuyệt vời luôn, ngay sảnh Lễ Tân luôn. Là có thể vào đây nè, gọi cà phê. Ở đây có bán một số món lưu niệm của Starbucks nè. Rồi có bánh mì, bánh ngọt. Rồi những cái góc bàn rất là dễ thương nè. Cho anh hỏi cái quán mình mở tới mấy giờ vậy em? Dạ, quán em sẽ mở tới 9 giờ tối. 9 giờ tối hả? Sáng mấy giờ bắt đầu mở? Dạ, sáng sẽ 6 giờ 30 là mở cửa. 6 giờ 30 sáng cho dạ. Tới 9 giờ tối. Dạ vâng, 6 giờ thì bọn em sẽ có thêm combo ăn sáng cùng một bánh với cà phê. À, buổi sáng thì có combo ăn sáng. Dạ, okay. Dạ, cảm ơn em nha. Ở đây có một cái cầu thang lên một cái tầng trên nè, để Nick lên coi luôn có cái gì ở trên đây. À, cũng có một cái số góc bàn có thể là làm việc riêng yên tĩnh hơn. Ở đây chắc có những cái phòng họp này, bây giờ không có sử dụng nên là hơi tối ở tầng này. Chắc là khu vực phòng họp rồi mọi người. Trong đây là có nhà vệ sinh nè. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, sau khi mà xem phòng rồi xem các dịch vụ xung quanh của khách sạn nữa thì chắc chắn là cô bác anh chị mình muốn tìm hiểu cái giá phòng như thế nào không ạ? À, đối với cái loại phòng mà Nick đang ở đây thì phòng cũng bình thường thôi. Và cái giá thì Nick đặt qua một cái agent tại trung tâm Sài Gòn thì giá nó là 1.700.000 đồng, bao gồm ăn sáng và đưa đón sân bay miễn phí luôn mọi người. 1.700.000 đồng thì chắc là tầm khoảng 60-70 đô la Mỹ một đêm thôi. Đó là đặt qua agent tại trung tâm Sài Gòn thôi. Còn nếu mà quý cô bác anh chị mình muốn giá có thể mềm hơn, chắc là canh ở trên các app book phòng như là agoda.com, booking.com hoặc là những cái app khác hoặc những website khác đó, thì có thể là có những cái chương trình promotion giảm giá đặc biệt gì đó, đôi khi họ có cái giá thấp hơn nữa mọi người.
Thì Nick cũng có đã hỏi lễ tân đó, đối với cái loại phòng mà Nick đang ở đây, nếu mà book trực tiếp khách sạn thì giá cũng khoảng là 1,7 triệu nhưng chưa bao gồm ăn sáng. Muốn có lưu ăn sáng thì khoảng tầm 2 triệu, 2,1 triệu, 2,2 triệu gì đó. Mà khi book phòng ở khách sạn này thì ở dưới người ta cũng báo là chỉ cần book phòng thôi là có bao gồm dịch vụ là đón từ sân bay về khách sạn cũng như từ khách sạn đưa ra sân bay luôn, rất là thuận tiện, tiện lợi cho cô bác anh chị mình luôn nha. Cho nên là nếu mà thấy giá phòng ở khách sạn này hợp lý nè và chúng ta có thể book ở đây rồi không lo vấn đề là đón tiễn ở sân bay, rất là tiện lợi. Muốn đi ra sân bay giờ nào, lúc nào cũng có xe sẵn sàng cho mình đi, chỉ cần báo là mình cần đi lúc mấy giờ họ sẽ sắp xếp cho xe cho mình. Còn đón từ sân bay cũng vậy, khi mà book xong rồi thì họ cần thông tin về chuyến bay, họ tên của mình đầy đủ, thì khi mình xuống mình ra cái chỗ mà nãy nó có quay đó là chỗ mà gần cột số 8 một dãy các khách sạn, mình tìm đến khách sạn Ibis thì nhân viên đó sẽ hướng dẫn mình ra đón xe để về khách sạn thôi, rất là thuận tiện luôn nha mọi người. Có một lưu ý nhỏ nhỏ Nick nhắc quý bà con cô bác anh chị mình, nếu mình yêu thích khách sạn này, muốn book khách sạn này thì phải tìm đúng tên là khách sạn Ibis Sài Gòn Airport nha. Đó là khách sạn gần sân bay. Còn nếu mà chúng ta chỉ tìm Ibis không thì ở Sài Gòn này có một khách sạn Ibis khác nằm hình như ở bên quận 7, khá là xa ở sân bay. Thì đó lưu ý vấn đề này nha cô bác anh chị và các bạn. Và video clip review khách sạn Ibis gần sân bay Tân Sơn Nhất đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nhé. Nếu thấy video clip hữu ích thì cho Nick xin một like này, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và những ai chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký kênh cho Nick có thêm nhiều subscriber nhé. Và chia sẻ thông tin cho cộng đồng được biết đến nhiều hơn. Còn bây giờ thì Nick xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video clip sau. Xin chào tạm biệt tất cả cô bác anh chị và các bạn. Chúc một ngày mới thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.